Chúng tôi sẽ được trở lại với quý vị khán giả trong chương trình Tìm Người Thân ngày hôm nay. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào 714-893-3264. Nếu như những quý vị khán giả nào mà hay sử dụng email đó, thì quý vị email về cho chúng tôi tìm người thân at littlesaigontv.com. Và như chúng tôi đã thông báo với quý vị vào trong chương trình trước đó, thì có những email mà quý vị gửi vào, chúng tôi không biết vì lý do gì mà nó lọt vào trong cái hộp thư spam, tức là hộp thư rác, và điều đó làm cho thư của quý vị không đến được với chúng tôi. Và ngay bây giờ đây là những lá thư mà chúng tôi bây giờ chúng tôi tìm lại và sẽ đưa lại trong phần tiếp theo của chương trình. Ngay bây giờ thì chúng tôi vẫn ưu tiên cho quý vị khán giả đang gọi vào. Xin chào, đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Hello. Hello. Dạ vâng, chào anh. Dạ, dạ xin chào anh. Tôi muốn tìm ba tôi. Dạ, xin cho biết họ tên của anh ạ. Đỗ Văn Thức. Dạ, anh Đỗ Văn Thức. Rồi, anh dạ, Thức muốn tìm Đỗ Văn Thức. Thức Chí Thức anh. Dạ, Thức tỉnh đó. Dạ. Dạ vâng. Rồi, hôm nay anh Thức muốn tìm bố của anh là tên gì ạ? Dạ, bố tôi tên là Đỗ Danh Hậu. Dạ, Đỗ Danh Hậu, dạ. Dạ. Hôm nay, năm nay ông học khoảng bao nhiêu tuổi vậy thưa anh? Dạ, thông tin đầy đủ của ông là ông sinh năm 1915. Dạ, wow, 1915, dạ vâng. 35. 35, dạ, rồi, xin tiếp tục. Ở thôn Đồng Bục, huyện Quốc Oai. Ở thôn nào ạ? Thôn Đồng Bục. Đồng Bục, huyện Quốc Oai. Dạ, huyện Quốc Oai. Hà Tây, tỉnh Hà Tây rồi chứ ở miền Bắc á, bây giờ dạ, sắp gặp Hà Nội. Dạ, Hà Tây. Dạ rồi, xin tiếp tục ạ. Ông đi lính của Việt Nam Cộng Hòa ở miền Tây, ở Long Xuyên á. Dạ. Ông đi vô đó đi lính, đến khi mà giải phóng rồi thì ông đi ở tù, đi tù, chạy tù ở Vĩnh Gia, Vĩnh Điều. Ở Vĩnh Điều. Nhắc Campuchia rồi, rồi sau đó thì đầu năm 77, bà già bà có đi thăm rồi, ở trên đó người ta nói là chốt chạy rồi mất tích đến giờ luôn. Ồ, cho 7 và coi như là sau năm 1977 là coi như là mất từ đó cho tận bây giờ luôn, không có liên lạc gì luôn. Dạ, dạ. Dạ, mất tích, dạ rồi. Xin cho biết vợ của ông Đỗ Danh Hậu là tên gì ạ? Bà Bùi Thị E. Dạ, vợ Bùi Thị Trang, dạ rồi. Khá là đầy đủ, xin anh Đỗ Văn Thức cho Tuấn biết được số điện thoại của anh đang gọi vào. 714. Dạ. 675. 675. 9054. 9054, dạ vâng. Có những cái thông tin này đây thì hy vọng là có một ai đó biết được tin tức về bác Đỗ Danh Hậu thì xin mời liên lạc về với lại con của ông Đỗ Danh Hậu, đó là ông Đỗ Văn Thức. 714. Dạ, 675 9054. Dạ vâng, dạ. Chúc anh Thức một ngày tốt lành và hy vọng. Phải có cái này nữa, là có một thông tin về số quân với cấp bậc của ông á. Ồ dạ có ạ. Dạ rồi, xin đọc để Tuấn có thể cập nhật vào. Cấp bậc của ông là chuẩn quý. Dạ. Số quân của ông là 54. Số quân 54. Trên 31301.097. 54 trên bao nhiêu ạ? 301. 301. Chấm 097. 097, dạ rồi. Dạ, khi binh trước chủng pháo binh lên. Binh chủng pháo binh, dạ. Khi trước đoàn 93. Dạ. Đoàn 93, dạ vâng. Tiểu đoàn 93 luôn ạ. Tiểu đoàn hả, dạ vâng. Dạ. Dạ rồi, có thêm nhiều những cái thông tin nào khác không ạ? Có thêm bổ túc thêm không ạ? Ông có tới 9 người con, 8 dạ, trai 1 gái. 9 người con. Hơi nhiều. Dạ vâng, thì hồi xưa thì vậy thôi ạ. Dạ. Dạ rồi, hy vọng là anh Thức và gia đình sẽ có những thông tin về ông Đỗ Danh Hậu trong những ngày tháng sắp tới nha. Dạ vâng, xin cầu chúc cùng với gia đình. Mà mình cho thêm chút xíu anh, tại vì nói tới bà mẹ thì bà mẹ ở Long Xuyên, An Giang đó. Hiện bây giờ thì tôi đang ở Mỹ. Dạ. Nhưng mà thông tin lúc ông cai tạo thì ông đang ở Long Xuyên đó. Ờ, dạ. Long Xuyên, An Giang. Dạ rồi. Dạ, dạ. Dạ vâng ạ. Xin kính chào ông Thức. Hy vọng là ông sẽ có thông tin nha. Dạ vâng ạ. Kính chào.
Đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào 8 714 893 3264 quý vị nha. Và đây chúng tôi, đây là những lá thư từ rất lâu rồi, 3 tháng trước cũng có, 4 tháng trước cũng có, của ông Thôi Huỳnh, thưa quý vị, địa chỉ email là thihuỳnh58@yahoo.com. Lá thư này cũng khá là lâu rồi, từ hồi giữa năm 2016, nhưng lọt vào trong hòm thư spam và ngay bây giờ chúng tôi mới có dịp lục ra và thấy được. Tôi tên là Thời Huỳnh, muốn tìm người thân là gia đình cô ba của tôi trước năm 1975, sống tại Sài Gòn, đường Nguyễn Thiện Thuật ở phường Bàn Cờ, quận 3, quê ở Cần Giuộc. Anh trai lớn có tên là Dụ, trước là đại úy không quân Việt Nam Cộng Hòa. Chị kế tên là Hương, có con trai đầu lòng tên là Vĩnh. Ba của anh Vĩnh đó là anh Nguyện. Kế là chị Diệu, làm giáo viên. Và có ba người em trai là anh Lan, trước là trung sĩ không quân. Anh Điệp, cũng trong binh chủng không quân. Và người em út là anh Diệp. Anh Thời Huỳnh không biết qua Mỹ năm nào, không biết là bên phía gia đình cô ba đó, không biết qua Mỹ năm nào, và trân trọng nhờ ban biên tập tìm dùm số điện thoại. Số điện thoại của ông Thời Huỳnh để quý vị, những ai biết những thông tin thế này, gọi về cho ông Thời Huỳnh ở 909-643-7433. Đây là nội dung nguyên văn của bức thư email gửi cho chúng tôi. Trên đường like, đây là anh Tuấn trong chương trình Tìm Người Thân. Xin chào. Dạ thưa chào anh Tuấn ạ. Dạ vâng ạ. Tôi tên là Hiền Nguyễn. Số điện thoại của tôi là 714. Dạ. 3694639. Dạ 4639. Dạ rồi, hôm nay ông Hiền Nguyễn muốn tìm ai ạ? Họ tên. Dạ, tôi muốn tìm người là Trần Văn Dũng. Dạ. Trần Văn Dũng khoảng 66 tuổi. Dạ. Yeah. Dạ. Năm 1985-86 có làm việc tại American Airways bên bên Hàn Quốc. Dạ. Cách đây khoảng hơn 12 năm thì tôi biết là ở tại cái đường mà Michaelis. Dạ ở thành phố nào ạ? Michaelis của Fountain Valley. Ở Fountain Valley. Dạ. 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 Dạ rồi, có 12 năm trước đó, còn bây giờ lúc mà anh đến lại cái nhà này thì sao ạ? Bán cho một người khác. Dạ. Rồi. Dạ tôi không dám gõ cửa. Ồ dạ. Dạ mình dạ, tìm tôi có gửi thân mà để tìm người thân mà dọc theo cái mấy căn nhà đó thì là không có trả lời. Dạ không có. Dạ. Cái đường Michael có nghĩa là Michael đó, rồi thêm cái chữ IST Michael Lee. Dạ dạ ông chào. Dạ. Ông Trần Văn Dũng có vợ con gì không ạ? Dạ, có một đứa con trai, có thể tên là Vincent, maybe, I'm not sure. Nhưng mà người vợ đó thì là quê bà con là ở Vĩnh Bình. Dạ, cái đó là quê của người vợ. Dạ, quê vợ ở đâu ạ? Ở Vĩnh Bình trên. Dạ. Dạ, ở đâu? Vĩnh Bình đó. Dạ, Vĩnh Bình đó hả? Dạ, Vĩnh Bình. Dạ. Dạ rồi, khá đầy đủ. Dạ bác Huyền Nguyễn ơi, cháu nghĩ như thế này. Cái nhà ở Fountain Valley á, bác theo cháu bác làm liều bữa đi, bấm chuông thử coi xem thử ai là người trong nhà. Nếu như mà Việt Nam thì coi như là bác cứ hỏi đây có phải nhà ông Trần Văn Dũng hay không hả? Coi như là mình biết đích xác luôn. Tôi đồng ý với anh Tuấn à. Nhưng mà tôi gửi 5-6 cái thơ. Dạ.
đến những cái chỉ mà căn cứ khu mà tôi nhớ gọi là không có rõ ràng và căn nhà đó đó. Dạ, ờ, ồ biết một số khu nhà thôi chứ không phải là biết đính xác là chứ không phải là biết đích xác là ngôi nhà nào phải không ạ? Dạ, nhưng mà số nhà thì từng nhà thì đích xác. À, dạ, cái số nhà thì nhưng mà không ai trả lời. Dạ, nếu như, dạ vâng, nếu như mà cần kiếp lắm là coi như là cũng phải gõ cửa từng nhà thôi. Dạ, dạ, đúng vậy, đúng dạ. Rồi. Dạ, thôi anh Tuấn giúp dùm. Dạ, 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 rồi. Cảm ơn ông Hiền Nguyễn ạ. Đây là số phone công 369-4639, lại nhiên là có 714 đầu và tìm ông Trần Văn Dũng, năm nay khoảng 66 tuổi. À, năm 1985 thì có làm việc ngay tại công ty hãng American Edward và 12 năm trước thì ở thành phố Fountain Valley. À, ông Dũng có một con trai tên là Vincent, vợ thì cùng quê ở Vĩnh Bình. Và nếu có thông tin gì xin liên lạc ông Hiền Nguyễn. Vâng, cảm ơn bác Hiền Nguyễn rất nhiều. Xin chào. Dạ, thưa cảm ơn anh Nam Tuấn nhiều lắm. Dạ, dạ bác và trong phần cuối của chương trình Tìm Người Thân ngày hôm nay vẫn là số phone, vẫn là số email đó, thì xin mời quý vị gọi về. À, trong phần cuối cùng thì chúng tôi sẽ lọc qua 4 email mà chúng tôi lục lại được trong cái thư mục spam trong chương trình Tìm Người Thân.